Chào mừng các bạn đến với bản tin của VN Youtuber. Thưa các bạn, ra đời và trưởng thành từ trong chiến tranh, lực lượng đặc công Việt Nam đã trở thành một trong những lực lượng gây ám ảnh cho các binh sĩ đối phương. Uy danh của đặc công Việt Nam cho đến hôm nay vẫn còn khiến nhiều nước không dám coi thường. Ngay đến anh Tàu Khựa, vốn quen thói luôn vỗ ngực tự xưng quân đội của nước mình vô địch, cũng phải dành những lời đánh giá cao cho đặc công Việt Nam. Thật vậy, trong tuần qua, mạng Sina của Trung Quốc đã đăng lên một bài rất dài để phân tích và nhận xét về lực lượng đặc công của nước ta. Mạng Sina viết, đặc công Việt Nam cũng còn được coi là bộ đội đặc biệt tinh nhuệ, là một dạng lực lượng đặc biệt, đảm nhiệm các nhiệm vụ chiến lược, chiến dịch, chiến thuật. Lực lượng này đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh, tích lũy được nhiều kinh nghiệm thực chiến phong phú và tạo ra nhiều chiến tích hiển hách. Từng có chuyên gia căn cứ vào sức chiến đấu của các lực lượng đặc biệt trên thế giới, rồi tạo ra một bảng xếp hạng. Điều khiến người ta kinh ngạc là đặc công Việt Nam được xếp ở vị trí thứ 7, sau các lực lượng đặc biệt nổi tiếng thế giới của Mỹ, Anh, và là lực lượng đặc biệt duy nhất ở châu Á được xếp vào danh sách này. Bảng xếp hạng này đã phản ánh chính xác thực lực của đặc công Việt Nam, bởi vì lực lượng này xuất quỷ nhập thần, lai vô ảnh, khứ vô tung, khiến các quân đội từng giao chiến với họ cảm thấy hoang mang sợ hãi và gọi họ là B-52 của Việt Nam. Đặc công Việt Nam hình thành từ trong kháng chiến chống Pháp. Hồi đó các chiến khu ở Việt Nam tổ chức ra một số phân đội nhỏ, tinh nhuệ và gan dạ để làm các nhiệm vụ đặc biệt. Những đơn vị này chuyên tập kích vào các cơ sở trọng yếu của quân đội Pháp, khiến đối phương ăn không ngon, ngủ không yên. Tháng 9 năm 1950, một đại đội đặc công đầu tiên được thành lập mang tên một người đảng viên đã hy sinh là Nguyễn Văn Nghĩa. Năm 1964, để phát huy hiệu quả không thể thay thế của lực lượng đặc công, quân đội Việt Nam đã đem các đơn vị đặc công nhỏ ở các chiến trường tập trung lại, tạo thành một đơn vị lớn cấp sư đoàn, với sư đoàn chính thức đầu tiên là sư đoàn đặc công 305. Năm 1966, một nhánh đặc công khác được thành lập là trung đoàn đặc công nước 126, trực thuộc Hải quân Việt Nam. Ngày 19 tháng 3 năm 1967, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Đặc công chính thức được thành lập để lãnh đạo bộ đội đặc công, đồng thời đặc công trở thành một binh chủng độc lập, chịu sự lãnh đạo trực tiếp từ Bộ Tổng tham mưu Quân đội Việt Nam. Trong thời gian chiến tranh chống Mỹ, đặc công Việt Nam đã thực hiện một cuộc du kích chiến trường kỳ nhằm vào các cơ quan đầu não, các cơ sở trọng yếu, các cơ sở hậu cần quan trọng của quân đội Mỹ để tấn công. Theo số liệu thống kê, trong kháng chiến chống Mỹ, đặc công Việt Nam tổng cộng đánh 19.329 trận lớn nhỏ, tiêu diệt hàng vạn quân đối phương, phá hoại hàng trăm sở chỉ huy sư đoàn, lữ đoàn các cấp của quân Mỹ và quân Việt Nam Cộng Hòa, đánh phá hàng nghìn chiếc máy bay các loại, đánh hỏng và phá hủy 3.140 xe tăng thiết giáp cùng với 3.862 khẩu pháo, 53 bộ radar, đốt phá 3,8 triệu tấn bom đạn, đồng thời thiêu hủy gần 1,7 tỷ lít xăng dầu. Trên sông biển, đặc công nước Việt Nam đã đánh chìm hoặc đánh hỏng hàng ngàn chiếc thuyền, phá hỏng 326 cây cầu quan trọng. Đặc công Việt Nam qua các trận đánh cũng thu được rất nhiều trang bị vũ khí đạn dược và các vật dụng quan trọng khác, khiến quân địch nghe danh đã hoảng sợ. Như trong thời chống Mỹ, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Dù 3 của Việt Nam Cộng Hòa khi bị bắt đã từng rụt rè nói: "Chúng tôi sợ nhất ở các ông là pháo kích, đặc công, vì pháo của các ông bắn chính xác, đặc công thì xuất quỷ nhập thần, hễ gặp họ muốn trốn cũng không được. Nếu các ông đem cả hai thứ đó ra dùng, chúng tôi nhất định không thoát được." Trong các cuộc chiến tranh đã qua, đặc công Việt Nam đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ tác chiến khác nhau, phạm vi tham chiến và quy mô chiến đấu càng ngày càng lớn. Từ buổi ban đầu chỉ làm nhiệm vụ thu thập tình báo và các hoạt động trinh sát phục vụ chỉ huy, sau đó từng bước phát triển lên đảm nhiệm việc tập kích và phá hoại các đường giao thông quan trọng và sân bay, cảng biển, sở chỉ huy của đối phương, cũng như các công trình và mục tiêu quân sự quan trọng. Ngoài ra, đặc công còn tham gia vào việc tuyên truyền vận động nhân dân hoặc ám sát các phần tử nổi cộm của địch, hoặc chỉ thị mục tiêu cho pháo binh, phòng không, hoặc phục kích các đơn vị chiến đấu của đối phương, vân vân. Qua thời gian không ngừng rèn luyện, chiến thuật của đặc công Việt Nam đạt tới trình độ rất cao, sáng tạo ra một tập hợp hoàn chỉnh cả lý luận và phương pháp về trinh sát, tấn công, phục kích và phá hoại. Tinh thần chịu đựng gian khổ của bộ đội đặc công Việt Nam thì nổi danh cả thế giới. Do điều kiện kinh tế và hoàn cảnh địa lý hạn chế, trong thời chiến, khi đi làm nhiệm vụ họ chỉ mang theo 2 đến 3 ngày lương thực. Những ngày sau đó, họ dựa vào hoa quả hái lượm trong rừng hoặc bắt động vật hoang dã như rắn rết để làm thức ăn. Để đạt được yếu tố bất ngờ trong hành động chiến đấu, ngoài lợi dụng khí hậu khắc nghiệt và sự yểm trợ của địa hình, bộ đội đặc công còn thường xuyên sử dụng kỹ thuật ngụy trang đã được phát triển đến mức nghệ thuật. Có khi họ hóa trang thành quân nhân đối phương hoặc dân địa phương để che mắt địch mà thu thập tin tình báo. Để hòa mình vào môi trường ẩn nấp, có khi họ sử dụng các loại bùn đất bôi lên người. Để chống lại việc đối phương sử dụng chó hoặc gia cầm làm vật báo động, đặc công Việt Nam có thể mang theo tỏi, hồ tiêu hoặc bột ớt bôi lên áo. Thủ thuật hóa trang ngụy trang của họ có thể nói là ngay cả loài tắc kè hoa trong rừng nhiệt đới cũng không bằng. Đặc công Việt Nam sau khi nhận nhiệm vụ sẽ cử một tổ trinh sát đến mục tiêu để quan sát nhiều ngày đêm. Việc trinh sát này càng vào gần mục tiêu càng tốt. Yêu cầu trinh sát của đặc công là phải thực hiện được 4 điều, đó là đi đến nơi, nhìn thấy rõ, sờ thấy được và nghe thấy tiếng. Sau đó là bước lựa chọn mục tiêu và mau chóng xây dựng nhiều phương án chiến đấu, đồng thời vẽ bản đồ hoặc đắp sa bàn mục tiêu. Đặc biệt hơn, họ còn huấn luyện cho từng chiến sĩ đều thuộc lòng từng chi tiết nhỏ trong nhiệm vụ. Trong lúc hành động, đặc công Việt Nam vận dụng nhiều thủ thuật như tập kích, lẻn vào đánh bất ngờ, hoặc nghi binh lừa địch, hoặc ẩn nấp chờ đợi. Họ xuất kỳ bất ý đánh vào đối phương, nhưng nếu gặp phải bất lợi hoặc đối mặt với nguy hiểm, họ liền nhanh chóng cởi bỏ quân phục, hóa quân vi dân và rút ngay khỏi mục tiêu. Đương nhiên, nếu tất cả các biện pháp trên đều không dùng được, thì họ sẽ tìm tất cả những cách gì có thể để ẩn thân tại địa phương đó, đợi đến khi nào cần hành động mới lại tùy cơ xuất hiện. Sau khi kháng chiến chống Mỹ kết thúc, do yêu cầu của tình hình, Việt Nam vẫn không ngừng mở rộng và phát triển lực lượng đặc công. Đến hiện nay, bộ đội đặc công Việt Nam đã phát triển thành một binh chủng với nhiều bộ phận chuyên nghiệp khác nhau, nhưng có trình độ tác chiến thống nhất và có chiến thuật đa dạng. Hiện tại đặc công Việt Nam có 13 trung đoàn và một lữ đoàn đổ bộ đường không, với tổng quân số trên 2 vạn người. Bộ đội đặc công Việt Nam hiện nay tổ chức tối đa là cấp trung đoàn hoặc lữ đoàn. Mỗi trung đoàn biên chế 1.600 người, chia thành 3 tiểu đoàn cùng với các đại đội trinh sát, hỏa lực và quân y trực thuộc. Mỗi tiểu đoàn đặc công biên chế 400 quân, chia thành 3 đại đội và các trung đội trực thuộc như trung đội trinh sát, hỏa lực, thông tin. Mỗi đại đội đặc công chia thành 3 trung đội, mỗi trung đội biên chế 3 tiểu đội. Từ ngày thành lập đến nay, đặc công Việt Nam luôn là con át chủ bài trong tay các cấp chỉ huy quân đội Việt Nam. Nơi nào có nhiệm vụ khó khăn nguy hiểm, ở đó có bóng dáng của đặc công Việt Nam. Thưa các bạn, trên đây là toàn văn nội dung viết về đặc công Việt Nam trên mạng của Trung Quốc. Qua theo dõi mạng Sina, chúng tôi nhận thấy nếu khi viết gì về quân đội Việt Nam, thế nào họ cũng chèn thêm sự so sánh với quân đội của họ để nhằm chê bai vũ khí hoặc phương tiện của ta lạc hậu. Tuy nhiên trong bài này, Sina không dám đưa lực lượng đặc biệt của họ vào so sánh để chê chúng ta như các bài khác. Qua đó cũng đủ thấy lực lượng đặc công Việt Nam rất được coi trọng. Bản tin của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.